Còn tình trạng ô nhiễm môi trường và đặc biệt là khói bụi tại cụm công nghiệp Đông Vĩnh thuộc phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh kéo dài nhiều năm nhưng mà chưa được giải quyết dứt điểm. Hàng ngày thì người dân xung quanh phải sống trong khói bụi, mùi hôi, tiếng ồn khiến cuộc sống bị đảo lộn, tinh thần bị ảnh hưởng. Và nghiêm trọng hơn, do môi trường quá ô nhiễm nên một trường học trên địa bàn đã phải đóng cửa nhiều năm nay. Sau đây là phản ánh của phóng viên tại Nghệ An. Sau nhiều năm đóng cửa, trường trung học cơ sở Đông Vĩnh trở nên hoang tàn, xuống cấp, bị bủa vây bởi các nhà máy sản xuất, không chịu nổi mùi hôi, khói bụi, tiếng ồn, khiến 1.000 học sinh ở ngôi trường này phải chuyển sang các phường, xã lân cận tìm chỗ học. Thì ngôi trường này là nhà nước và dân tự đóng góp, mỗi hộ dân cũng phải đóng góp 100.000 cái thời đó để xây dựng, nhưng vì là ảnh hưởng môi trường, khói bụi của cả cái nhà máy thải ra và tiếng ồn nên không thể, con em không thể học được. Cụm công nghiệp Đông Vĩnh xây dựng năm 2002 nằm ngay giữa khu dân cư với 12 doanh nghiệp hoạt động. Cụm công nghiệp này tập trung các nhà máy như sản xuất bao bì, ván ép, đồ gỗ, cơ khí nên ngày ngày người dân phải sống chung với tiếng ồn, khói bụi, hóa chất độc hại, mùi hôi thối do khí thải. Ô nhiễm đầu tiên là tiếng ồn, cái dậy như này là tiếng ồn. Cái thứ hai là nước bẩn thải ra, dầu diệt thải ra. Trong quá trình sản xuất thì người ta cũng xả thải và gây khói bụi. Nhiều khi có những cái cột khói lên rất ghê gớm. Nhà tôi đây thì cái khu vực dân cư này thì ảnh hưởng cũng theo mùa thôi. Nếu cho mùa Đông Bắc thì nó ảnh hưởng nhiều hơn. Còn gió mùa Tây Nam hoặc là ban đêm thì nó sẽ bay vào trong thành phố và các khu dân cư khác. Không những gây ô nhiễm mà quá trình hoạt động của các doanh nghiệp còn tự ý chuyển đổi ngành nghề. Không ít doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động dù không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, không đủ thủ tục pháp lý. Các cái doanh nghiệp hoạt động tại các công nghiệp này cũng có một cái số vấn đề. Ví như ô nhiễm môi trường hoặc là cho thuê xưởng hoặc là chuyển đổi những cái mục đích sử dụng là nó chưa đúng với cái mục đích mà đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Thì chúng tôi cũng đã nắm được vấn đề này. Nói là lập đoàn kiểm tra, nhưng trên thực tế trong thời gian qua, các sai phạm tại cụm công nghiệp Đông Vĩnh vẫn ngang nhiên tồn tại, không bị các cơ quan chức năng xử lý. Việc đưa các cụm công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao ra khỏi thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sau nhiều năm vẫn không thực hiện được, khiến người dân hết sức bức xúc.